Những năm gần đây, các hệ thống sông lớn trên cả nước ngày càng biến đổi với những dấu hiệu bất thường theo chiều hướng tiêu cực. Đó là tình trạng đáy sông bị tụt thấp dẫn đến mực nước bị hạ thấp theo. Các cơ quan khoa học đã đưa ra những con số cho thấy mức độ hạ thấp lòng dẫn đến tất cả hệ thống sông lớn đang bị xói mòn đáy sông. Nhiều địa phương vừa công bố xâm nhập mặn khẩn cấp. Hiện nay, tất cả các dòng sông ở Việt Nam thì đều đang bị một tình trạng là hạ thấp đáy. Chúng tôi dùng cái từ chuyên môn thì gọi là bị tụt đáy, tức là càng ngày ấy thì các đáy sông càng bị bào mòn. Tôi nói ví dụ như là sông Hồng, cái sông mẹ của chúng ta ở miền Bắc này, thì mỗi một năm đang bình quân giảm khoảng 1 cm. Như vậy là trong vòng 10 năm thì tụt xuống cả 1 mét nước, như vậy rất là nhiều. Và tất cả các dòng sông Việt Nam đều bị, trong đó đồng bằng sông Hồng là bị nhiều nhất. Cái thứ hai nữa là đến khu vực Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ. Và cái thứ ba là đến đồng bằng sông Cửu Long. Tại Đà Nẵng, hiện nay, nguồn nước cung cấp sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ cho toàn thành phố Đà Nẵng chủ yếu lấy từ nguồn nước của sông Vu Gia, chảy về sông Yên, về sông Cầu Đỏ và cung cấp nước cho nhà máy nước Cầu Đỏ. Tuy nhiên, trong những năm qua, tình trạng nhiễm mặn đã đe dọa nghiêm trọng nguồn nước sông Cầu Đỏ khi mùa khô đến. Đặc biệt năm nay, tình trạng nhiễm mặn diễn ra rất sớm, từ trước Tết Nguyên đán đến nay. Chưa có năm nào mà nước nhiễm mặn sớm như năm 2024 này. Cho nên cái đầu năm ra thì bà con làm về các nguồn tưới nước rất là khó. Cho nên cây cối hư hệ hết. Cho nên là các lụa rau đều hư. Quả tươi ra cây mà ra quả là cái nguồn nước không có là cũng không đậu quả được. Ê, vùng Do Lê Hường mà sản xuất là nhờ nước sông có giếng không. Mà nước sông mà nhiễm mẹ là ảnh hưởng tới giếng là rau bị hư hết. Hư ớt là bị cháy hết rồi. Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng cho biết, hiện nay tổng công suất cấp nước theo thiết kế của toàn thành phố là 472.000 mét khối một ngày đêm, đảm bảo cung ứng đủ nước cho thành phố, ngay cả lúc cao điểm mùa hè. Khi nước sông tại Cầu Đỏ bị nhiễm mặn, Dawaco sẽ lấy nước ngọt tại đập dân An Trạch để sản xuất. Song vấn đề quan trọng ở chỗ, nước sông Vu Gia chảy về đập dân An Trạch ít, mực nước xuống thấp nên việc bơm nước về nhà máy nước Cầu Đỏ gặp khó khăn. Vấn đề chính cái đây, tôi muốn nói là nước có đủ để bơm cho về Cầu Đỏ hay không? Vì hiện nay nước nguồn từ sông Yên rất là thấp, nguồn nước bây giờ rất là cạn kiệt. Đôi lúc là có những công trình mà chúng tôi cũng rất khó lấy nước. Cho về vấn đề cái chỗ là đảm bảo cái độ cao tối thiểu để chúng tôi có thể vận hành. Mà trong trường hợp mà nước mà nguồn mà từ An Trạch cạn thì đó là một vấn đề rất là khó khăn trong quá trình vận hành nước của chúng tôi. Cũng theo công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng, sở dĩ nguồn nước thô về hạ lưu sông Vu Gia thấp là do hạn hán, thêm vào đó là hoạt động tích trữ nước của các nhà máy thủy điện trên thượng nguồn. Trong khi đó, tại ngã ba sông Quảng Huế, do ảnh hưởng của địa hình dòng chảy, nên phần lớn nguồn nước chảy về sông Thu Bồn, Quảng Nam, chỉ một phần lưu lượng chảy về sông Vu Gia Đà Nẵng. Do vậy, hàng năm, Dawaco phải bỏ ra gần 1 tỷ đồng để đắp đập tạm, dẫn dòng tăng lượng nước chảy về phía Đà Nẵng. Song vì là đập tạm nên cứ vào mùa mưa bão, đập lại bị phá vỡ, rất tốn kém và ít hiệu quả. Chúng tôi cũng mong muốn rằng là cũng sớm đề nghị nhiều lần là Trung ương nghiên cứu xây dựng cái đập tương đối vĩnh cửu trên cái tỉnh Quảng Huế. Hiện nay cái đập đó là chúng tôi hàng năm đều xây đập bổi và mỗi năm nó đều là đối với đó rất là nhiều tiền để xây, nhưng mà cuối cùng hiệu quả nó cũng chưa đạt yêu cầu. Trong thời gian trước mắt thì chưa có nghiên cứu sau, thì chúng tôi đề nghị là tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng phối hợp mà xây một cái đập tạm để điều tiết nước về phía Thu Bồn và về phía Vu Gia hợp lý để đảm bảo hài hòa lợi ích của hai bên. Do vậy, để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho Đà Nẵng, ngoài việc yêu cầu các nhà máy thủy điện tuân thủ nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Đà Nẵng kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sớm nghiên cứu phương án cho phép Đà Nẵng xây đập cố định trên sông Quảng Huế để điều tiết lưu lượng nước về sông Vu Gia. Tất nhiên, để thực hiện, cần sớm có phương án và nghiên cứu mang tính khoa học, sự đồng thuận của các bộ, ngành cũng như tỉnh Quảng Nam.